Rồi, hello em với cá chào anh em ha. Thì ngày hôm nay, sáng hôm nay em sẽ không có livestream được anh em ha. Thì em sẽ quay video cho anh em xem tham khảo ha. Thì sáng hôm nay em sẽ quay cái đống này. Em quay cái đống này anh em ha. Thì anh em xem được con nào ủng hộ em. Rồi em giới thiệu luôn. Nếu lát nữa có thời gian thì một chút xíu em cũng đã lựa một đống đồ ngời hoàng trước. Nhỏ không à, anh em xài gia đình thì em sẽ quay một chút xíu nữa, nếu còn thời gian em sẽ quay đồ nghề, còn nếu không kịp thì em sẽ quay vào buổi chiều ngày hôm nay đấy. Rồi cái này thì toàn bộ là trong này nó sử dụng điện 100V hết anh em nha, em cũng chưa có biết là trong đó con nào chạy như thế nào luôn em, nó nằm bú xu ở trong này hết đấy. Thì hình thức á là chút xíu nữa là em test con nào là em sẽ báo lỗi con đó, con nào chạy ngon em nói ngon, con nào lỗi em báo lỗi cho anh em biết. Những con mà báo lỗi thì hàng lỗi thì dành cho anh em thầy thợ, còn mấy con nào mà xài ngon thì anh em mua về xài luôn á thì em sẽ báo luôn đấy. Và nó là toàn bộ điện 100V anh em nha, tất cả luôn là nó sử dụng điện 100V. Và hàng bên em thì bao ship toàn bộ tất cả tất tật luôn em nha đấy. Thì cái nào thì em sẽ ghi giá ở phía trước và giá tiền ở phía sau đó, với giá tiền ở phía sau và mã số phía trước anh em nhìn kỹ xong rồi gọi cho em sẽ chốt cho anh em theo mã số em ghi lên trên máy nha. Và khi chốt xong thì anh em cọc trước giúp em mỗi đơn hàng 100k trở lên, tùy theo đơn hàng anh em ha. Những con mà giá trị cao thì cọc 30%, còn lại bao nhiêu thì em sẽ gửi về đến nhà. Khi mà anh em nhận hàng anh em vui lòng vui thùng kiểm tra đúng với hàng của mình đặt thì anh em thanh toán sau cái phần còn lại, còn nếu mà có sai sót gì thì anh em vui lòng gọi lại giúp em luôn để em giải quyết ngay lúc đó luôn. Anh em đừng có trả tiền cho shipper đi rồi là em không giải quyết được đâu anh em ha. Đấy. Rồi, cái này thì em xin nhắc lại là điện 100V anh em, dạ điện 100 nha. Đấy. Rồi, bây giờ em sẽ quay từng con một anh em xem và tham khảo nha. Rồi, đầu tiên đây anh em ơi, con đầu tiên nha. Thì đây 478 mã 478 đây anh em ơi. Đấy. Mã 478 anh em nha. Thì em test xong thì em sẽ ghi giá tiền sau. Tại máy thì giá theo cái tình trạng anh em. Đó. Rồi con này ok nha. Đó. Cắp trượt thì 5 cắp trượt, đấy, một cắp con. Đấy. Máy hình thức là còn ngồi ok, con này anh em giờ xài gia đình thôi nha, nó chỉ 70 W thôi. Hàng Ribi. Đấy. Ribi. Rồi con này 478. Để cho anh em 100k nè anh em ơi, đó, khai mạc anh em ơi, 100k bao ship nha. 478 100 bao ship anh em ơi. Rồi 479. Rồi ok. Rồi con này sát luôn em nha, chạy tàu lao nè. Rồi. Đó đây. Rồi con này sát chạy tàu lao anh em nha, một con cưa lọc hàng của Trung Xuất không có đầu cắm luôn nè, em chỉ test dây là máy thôi. Để chạy tàu lao. Đấy. Anh em chạy nẹt lửa không đủ tua thì mấy con này thì anh em về dọn lại luôn nha. Rồi con này 100k luôn em nha, 100k là bao ship rồi. Đó, nó còn mấy chục ngàn một con thôi. Anh em về dọn lấy phụ tùng thôi. Cái này bán sát anh em ha. Đấy, 479 100k sát luôn anh em nha. Rồi 480. Rồi con này mã 480. Không có đầu cắm luôn. À đây. Rồi. Rồi con này hơi có lửa một tí thôi, anh em không cần dọn đâu anh em nha. Đó, một bên thôi, không cần dọn đâu, xíu xíu thôi. À, đây là phong búa, con này là đời HK 420W VRV16 điện 100V anh em nha, 420W. Đấy, con này không có dây điện nè anh em ơi, chỉ có cái tay nắm thôi. Nó là phong búa, nó có điều tốc không có đảo chiều đâu anh em ha. À, thì 480. Rồi con này đợi cho anh em 250k luôn đi. Đấy, nó hơi có lửa tí xíu, anh em dọn cũng được, không dọn không sao. Đấy, thì dây điện tự đấu luôn em nha. Rồi 480 250 luôn. Rồi 481. Rồi con này đảo chiều điều tốc. Nó hơi rào một tí anh em ơi, giờ vệ sinh lại nha. Đấy, có búa. Đấy, đè xuống là chạy nè. Dỡ lên là không chạy, đó là chức năng búa của nó nha, còn đây qua chức năng thường. Đó, nhẹ nhàng thôi. Hơi có lửa xíu không cần dọn đâu anh em ơi. Đấy.
Rồi thì con này mã 481 200k anh em nha, 200 481 200k. Con này nó là 350W. Đấy, 350W đầu kẹp 10 ly. Đó, đầu kẹp 10 ly ra vô bình thường. Đấy thôi, là con này vệ sinh là phát là xài thôi. Rồi 481 200k luôn. Rồi 482. Rồi cái này đánh bóng anh em nha, đánh bóng anh em giờ thay lại cái này. Cái này cốt 18 nè. Đầu cốt 230 chứ, này 230. 530W. Đấy. Rồi con này 482, máy rất là nặng to anh em nha. Rồi 220k luôn. 220k, mã 482. Đây, dây điện ok anh em ạ. Đấy, 482. Hitachi. Đấy. 220 luôn. Rồi 483. Mài khuôn. Này dở, lỡ dở cái đầu, hư cái đầu anh em ạ. Anh em thì thay cái đầu nha. Rồi cái đầu con này đây, máy chạy ok rồi mà cái đầu này nó bị ấy anh em nha. Rồi con này để cho anh em 200 là giờ thay thế phụ tùng nè. Đấy, cái đầu này anh em có cái đầu thay vô ha, đầu nó bị hư rồi. Cái đầu kẹp á, đầu kẹp á. Rồi 483 Hitachi. Không phải Hitachi đâu. Biết con hiệu gì luôn anh em ơi. Tem đóng là Cosi, Cosi. Rồi 483 200 luôn. Rồi 484. Anh em nha. Con này 720W không có chén anh em nha. Con này không có chén, con này là chạy ok rồi. Giờ vệ sinh lại dầu mỡ bắt đạn vô anh em nha. Máy bảy thì bất cứ con nào anh em cũng về làm lại dầu mỡ bắt đạn vô. Đấy. Rồi con này 170k nè, không có chén anh em nha. Con này không có chén, 170 luôn. Rồi, bao ship rồi anh em nha. Hàng bên em toàn bộ là bao ship rồi. Dây điện có quấn băng keo ngay đây. 484 170 luôn. Rồi 485. Con này bị hư công tắc rồi, không chạy luôn nè. À, công tắc này bật không được nè. Đó, công tắc bật không được. Rồi, 486. Rồi con này thì giúp cho cô vậy đây. Rồi con này để cho anh em nặng rồi. Đó. Rồi 250 nha, anh em hư công tắc rồi. Bán sát luôn em nha. Con này bán sát không chạy nha. 250k là bao ship thôi em ha, nó nặng lắm. Mấy thổi ha. 485. Gì? 486 được. 486 250 anh em ơi, 486 250k anh em nha. Rồi con này 485 nè, em ghi bị luộc số luôn nè. Con này 485 thì tiếp theo là con 487 nha. Rồi con này chạy có lửa anh em nha. Rồi con này em bán sát cho anh em nè. Rồi giờ ha. Rồi con này 485 160 luôn, sát anh em nha, lưỡi bào. Lưỡi này mài sơ qua lại một cái nè anh em ơi, giờ dọn thang mài sơ qua lại một cái. Sát luôn. Đó, mài sơ qua một cái nó hơi mềm mẻ tí, mài được. Này 700W nè, con này khỏe hàng Ethicman nè anh em ơi. Rồi 485 160k luôn. 487. 487. Hơi có lửa tí xíu nhưng mà có thắng đầy đủ anh em nha nè. Không cần dọn cũng được, nó là 300W luôn. Đảo chiều. Đó. Đầu cổ ra vô ok nè. Đấy. CGU ok. Rồi 487 250 anh em nha, con này công suất hơi lớn. Đấy, 300W. Rồi 487 250k, dây điện giờ làm lại cộng dây điện luôn anh em ha. Đấy. Đầu cổ không rơ. Rồi 487 250 luôn. Rồi 488, con này không dây anh em nha, con này không có dây. Đấy. Con này không có dây. Rồi thắng thiết ok luôn. Đầu con này hơi rơ nè nha. Rồi con này 1.8 luôn. Đầu con này hơi rơ, đó, không có dây, chạy thì thắng thiết ok rồi. Đó, không có dây, Ryobi, mất tem này không biết là bao nhiêu watt luôn em nha. 180k là bao ship rồi. 488 180 luôn. Rồi 489.
489 con móc rảnh gia đình, hai xài lưỡi tối đa 2/4 nha. Rồi ok luôn, chạy tháng thiết nghĩa là ngon lành rồi anh em ơi. Đó, giờ vệ sinh lại sơ qua thôi. Thì 489 con này không có cái cử đây. Đấy. Hàng của Makita. Rồi con này 230 anh em nha, không có cử anh em ơi. 489 230k. Đây, lưỡi tối đa đó là 2/1 anh em, 489 230 luôn. Rồi 490 phay 6 ly, 12 ly. Rồi 490. Con này để cho anh em 600k nó hơi có lưỡng tí xíu anh em ơi, không dọn được dọn không sao. Đấy, phay 12 ly Makita, dây điện ok nha. Dây này ok rồi. Đây thì đây nó phay nó bị tét một miếng cạnh ngay đây nè. Đó nó bốn cạnh nó còn lại có ba cạnh thôi. Rồi con này 490 600k luôn em nha, 490 600. Rồi con này 491. Rồi 491. Rồi VB xài gia đình. Rồi con này 200 luôn đi anh em ơi, xài gia đình 750W thôi. Đấy, anh em về nhà xử lý cộng xích nha, xử lý là cộng dây xích, bất cứ một con cưa xích nào anh em cũng phải xử lý lại cộng dây xích nha. Thì xích nó có nó toàn bộ là nó bị để lâu quá, nó mòn theo 5 tháng rồi anh em ơi. Đấy, thì cái này nó xét, còn chủ yếu là máy nó chạy ok là giờ mình thay xích lại. Rồi 491 200k bao ship anh em ơi, còn nó công suất nhỏ thôi. Rồi 492. Bao lửa luôn nè, lửa nhiều luôn, sát luôn. Rồi con này lửa nhiều sát, bị lắc bóc cơ anh em ơi. Rồi con này để cho anh em này, mấy con bán sát là một là anh em dọn được thì dọn, còn không dọn được thì lấy phụ tùng anh em ha. Rồi con này để cho anh em 100.000 luôn, 100k đấu dây điện vô luôn nè, mà nó chạy tàu lâu anh em ơi. Con này nó có chức năng 1-2 gì đây nè, cái đầu nó cũng xấu luôn rồi, cái đầu này nó xấu luôn rồi anh em ơi. Lấy kéo cắt bỏ luôn em ơi, 492 khỏi bán luôn, cắt bỏ đi. Rồi bỏ cái con, bỏ mã số 492 luôn em. Rồi 493 bỏ mã luôn, cắt bỏ luôn em. Rồi được rồi, con này chạy không lửa không dây, đầu 1/2 đầu cứng nè anh em ơi. Đấy, đầu cứng nè, đầu 1/2 anh em ơi, không lửa không dây Makita chạy ok. Rồi giờ đấu con dây vô là quốc thôi. Rồi 300k luôn em nha, 493 đấu con dây vô anh em. Đây là nó có cái nhanh chậm 330W luôn. Rồi 493 300. Rồi 494. Con này rồi không lửa. Lưỡi này anh em giờ mài lại nha, lưỡi này cũng hơi xấu luôn. À, lưỡi anh em giờ mài lại. Rồi con này 494 thành thức nó cũng dơ luôn em nha. Rồi gửi cho anh em 220k bao ship luôn em nha. À, giờ mài lại cái lưỡi, máy chạy không lửa rồi, thì anh em giờ còn mài lại công xích là vệ sinh cho ảnh một phát đấy là xong rồi. Rồi 494 220 luôn, cái lưỡi nó hơi xấu anh em nha. Rồi 495, anh này đầu kẹp 13 nè, mà qua cái đầu này đây ba cháu à. Đầu này thì giờ vệ sinh lại làm lại luôn nha, con bầu tôi chạm Hitachi. Rồi 495 mà có đầu mỡ luôn em ơi, con này có đầu mỡ luôn nha. Rồi con này đỡ cho anh em 380 nè, mất một tay rồi em nha, con này mất một tay rồi. 495 380k luôn. Đấy, bao ship rồi anh em nha. Chạy ok rồi, giờ vệ sinh làm phát lại vệ sinh cái đầu của nó luôn. Đó. Rồi 496. Chạy có lửa anh em nha, này nè. Đây có lửa anh em nha.
đầu 1/2 đầu rơ luôn. Rồi con này sát 200k luôn em ơi. Anh em về dọn nha. 496 200 Makita. Rồi mã 496 200k dành cho em nó luôn, sát luôn em nha. Con này sát luôn được. Đấy. Rồi 497. Rồi 150 luôn. Đấy. Chạy ok rồi. Giờ vệ sinh sơ quan phát giúp anh em 510W nha. Đó, ok. Đấy. Chạy không lửa luôn. Rồi 497 150 luôn. Rồi 498. Con này cắt 13 nè. Cắt được không? Cái đầu ra vô được anh em ơi, nhưng mà cắt không được đâu anh em nha. Nó thấy thì nó ra vô thì ok á, nhưng mà đưa vô vô cái là đứng thôi. Con này yếu sinh lý rồi. Rồi con này phi 13 sát luôn, 600k luôn em nha. Anh em giờ tự dọn lại cái khúc này anh em nha. Đó, chứ còn nó chạy ra chạy vô được rồi đó, nhưng mà cắt thì cắt không được đâu. Anh em đổ nhớt vô thiếu nhớt thiếu dầu gì này nè. Đấy, sát luôn 600. Cắt 13 anh em ơi. Mã 498 600k. Rồi 499. Em này hiệu của Dyson đi sang. Hơi có lửa một tí anh em ạ. Hơi có lửa một tí, à, như là máy phay anh em ạ. Nó kiểu dạng như kiểu máy phay á. Hơi có lửa một tí xíu thôi, 250. Không con dọn cũng được anh em nha. Giờ nhà quan trọng là mình dọn cái mũi của nó nè. Đấy. Cái mũi nó em cũng không có rành để em tư vấn cho anh em được. 499, 250 luôn. Bao ship rồi anh em nha. Hàng bên em điện 100V và bao ship tất cả nha. Rồi mã 500. Bao ribi. Lưỡi con này nó chạy không lửa nhưng mà nó bị rít bật đạn anh em ạ. Nó bị rít bật đạn cho nên là về nhà anh em còn phải tháo ra hết luôn và xin lại. Còn lửa củi thì ok rồi, nhưng mà nó bị rít bật đạn. Rồi mã 500. Con này mã 500 lưỡi nhiêu ta? Này lưỡi 90 92. Dây coro còn mới nè. Rồi lưỡi nó cũng còn mới luôn em nha. Con này rít bật đạn thôi. Đấy. Giờ tháo nó vệ sinh lại phát là ok nha. Rồi 230 luôn em nha. Bị rít 230k. Con này phải giờ dọn lại em nha. 500 mã 500 giá 230. Rồi 501. Rồi mã 501. Cái búa rồi, cái búa rồi. Giác cái búa ra nè. Lấy búa sắt được, khỏi lấy búa cao su được em ơi. Nó không chạy cho nó không búa coi. Búa này còn có gì đấy cùng á. Để búa hả? Biết luôn anh em ơi, bao biết luôn rồi. Đóng cái lỗ biết không em? 200 anh chạy nè. Kẹt thang anh em. Kẹt thang cứng ngắc luôn à. Chạy. Về kẹt hàng cứng ngắc này nè. Qua được cái lớp thanh dơ lại chạy. Chạy mà không chưa đủ tua anh em nha. Ráng bóp chút xíu nữa là đủ tua luôn á.
em toàn sửa máy sửa kiểu này không á, cho em đâu cần tháo ra đâu đó. Rồi nói chung là bán sát giờ anh em về dọn nha, em test như vậy thì anh em thầy thợ cũng thấy cũng nhìn cũng rõ rồi đấy. Rồi con này đỡ cho anh em 250 sát luôn nha, chặt hai á đó. Một con nào mà em bán sát là em không có bao gì đâu anh em nha đấy. Rồi con này 501 250 luôn, bao ship. Rồi 502 rồi, con này điều tóc có cái lưỡi này nữa nè, điều tóc có đỡ lưỡi có luôn em nha. Rồi con này 170k bao ship rồi anh em nha, 170 anh em giờ dọn vệ sinh sơ qua thôi đấy, có điều tóc có đỡ lưỡi luôn. Thì em này nó chỉ có 280W nha, hàng của Trung Quốc xuất nhập anh em ha. Đó rồi 502 170k, 503 lửa chút xíu không ăn dọn đâu nè, răng hợp kim ok rồi. Con này 200 luôn em nha, 200k luôn, 503 200k, lửa 160 giá được rồi, quên nhá, lửa 160 quên đọc công suất luôn. Con này lửa 165 1010W đấy. Rồi 503 200 rồi, con này 504 rồi, 504 con này 170 luôn em nha, có điều tóc đỡ lưỡi luôn, y như con nãy mới đi á. Này về vệ sinh sơ qua thôi em ơi, em không có vệ sinh đâu, còn con nào không như con nãy á. Rồi 504 170 luôn em nha. Rồi tiếp tục con này anh em vô vệ sinh lại luôn, 505 rồi. Rồi cắt tiền em, 505 400 anh em ơi, con này chạy ok nè, 505 400 400k dành cho em nó luôn. Thì con này 285W đấy, 505 400k 285W. Rồi 330W con này nhanh chậm ngay đây nè, con này dây điện đấu em nha, hở dây điện đấu. Rồi 506 330 luôn, 506 330k à, đầu ok cứng nè à, Makita em ơi, bu lông 1/2, con này về xài luôn nè, 506 330. Rồi con này sát luôn em nha, anh em nào lấy sát con này về anh em đó sát luôn, 507 gắm điện vô không chạy anh em nha, gắm điện vô không chạy, 507 200k bao ship luôn em, một con máy to nặng đó, 200k bao ship cho anh em nha. Con đầm dùi 1m mà nó cứng nó nặng lắm, con này nằm tầm con 60kg, 507 200k bao ship cho anh em luôn ha, sát luôn em nha. Rồi anh này là anh Makita chạy ok, lưỡi ok luôn. Rồi ào Hitachi chứ anh em nha, Hitachi lộn lộn lộn. Rồi 508 con này 66 để anh em 230 nha, 230 luôn, về xài luôn em, 508 230 nha, giờ vệ sinh được. Vệ sinh cũng được, không vệ sinh cũng không sao. Rồi 509 rồi, con này thì chạy ok rồi, nằm vui ra nè, cầm dùi cái này nha. Đó, nó dài hơn mét á, con này dài hơn mét, dây điện đấu nè. Rồi con này 330 anh em nha, 330k đấy, mã 509 330 luôn, con này dài hơn mét, con này rất là dài nha. Đấy, cặp luôn nè, cắm điện rồi, không chạy bỏ luôn, con nào không chạy bỏ luôn nè. Rồi 510 con này không một chiều thôi em ơi, 100.000 anh em, 510
100k luôn em nha. Đó, 510 100 luôn. Đây. Nó chạy một chiều thôi, đầu 6 ly thôi, nhỏ nhỏ thôi anh em ơi. Đó, này. Đó, 510 100k. Rồi con này cũng đột tôn. Đột được rồi 511. Tiếp tục này đúng dở luôn. Tiếp mới luôn á. Ghi mới có mấy phát mà nó lột luôn à. Con này chạy nhưng mà chạy giật anh em ơi. Giờ vệ sinh lại làm lại nha. Con này giờ vệ sinh làm lại nha anh em nha. Đấy. Vệ sinh lại cái gì ta? Tất cả luôn. Đó là nó chạy ngon lành nè. À. Anh em cứ tháo ra mà anh em chỉ cần biết tháo ra dọn vệ sinh xong là phải ráp đầy đủ vô lại là chạy ngon lành thôi. Rồi 511 230 luôn anh em nha, 230k luôn. 511 230 anh em ơi. Đó. Đột được nhiêu ta? Này đột ly 2 anh em nha. Đó, 1 ly 2. Rồi 511 230k luôn. Rồi con này 512. Có lửa anh em ơi. Con này Makita nha, có 120, chạy có lửa anh em, giờ dọn lại luôn. Con này là 9535, ma ninja băng 720W. Rồi con này sát 150 luôn anh em nha, chạy có lửa. 150k mã 512 sát luôn 150, không có đầu anh em nha. Video quay xa là về y vậy anh em ạ. Đó, không có đầu nha. 512 150 luôn. Rồi 513 con nó có 120 á. Con này cốt 10 này. Mitachi. Con này thì chạy rồi, con này chạy ok luôn. Mai nè. Rồi con này 160 luôn. Mitachi 513 160k luôn. Đó. Rồi 514 cho tụi. Con này nó cũng có cái con này hơi có lửa xíu, không còn dọn rồi nè, nhưng mà con này công tắc hơi thụt lại tí xíu nè. Đấy. Công tắc hơi thụt lại tí xíu nha, giờ dọn là tháo ra chỉnh lấy công tắc ra, nó thụt thụt lại xíu, khó bấm xíu anh em nha. Rồi con này 514 140 luôn nè, cho anh em về sử dụng luôn. 140 đấy, dây điện hơi xấu nha. Rồi 514 140k luôn. Rồi con này 515, một con cắt gạch, cắt gạch lửa 80. Rồi con này giờ vệ sinh quang phát nó xài là anh em nha, không bị vấn đề gì đâu. Lửa 80 Makita nó là 600 mấy chục watt á. Đấy, rồi con này 230 nha. 230k luôn. Đó, 515 230k. Rồi 516. Con này có điều tốc anh em ạ, có điều tốc, có số này. Có điều tốc, có số Hitachi mà không biết có đầu ú không, có anh em. Đầu kẹp 13 nha. Rồi con này 13 ly 600W. Rồi 516, con này 200k bao ship anh em nha. Giờ vệ sinh sơ qua thôi. Dây điện đấu mà đấu dây điện dài nha. Đây nè. Dây điện dài, đầu ra vô ok nè. Rồi 516 200k luôn. Rồi tiếp tục 517. 517. Đầu này vệ sinh lại chút anh em nha, đầu 13 nha, có búa nè. Rồi, giờ vệ sinh lại cái đầu là ok thôi. Đó. 517 con này 250k anh em nha. Đó, có tay nắm đầy đủ. Đầu mở có luôn anh em nha. Đây, đầu mở có luôn. Rồi 517 250 luôn. Rồi tiếp tục 518. Con này là con Hitachi. Đấu dây điện vô mà sao giờ nó chạy nữa. Hư nút điều tốc anh em nha. Đây nè, chở giờ số 1 thì nó không chạy nè. À, chạy đó. Bên này bên hút bên này nha. Bên này là bên thổi. Chạy ok đó.
Rồi, 518 con này 200k chạy ok rồi. Đó, 200k. Thì dây điện đấu anh em nha, dây điện đấu này nó lỏng fit á. Và cái này thì 460W ok luôn, không có bị một vấn đề gì hết anh em ha. Đó, 518 200 luôn. Rồi con này 519. Cửa lỏng này nó bị Toshiba nó bị thiếu cái điều tóc có luôn nè, thiếu cái kẹp lưỡi nè. Rồi, bởi cho anh em con này 80k anh em về bao ship rồi anh em nha. 80 anh em về bỏ cái lưỡi lại thôi, có lưỡi tí xíu. Đấy. Rồi 519 80k luôn. 520. Con này 380W. 380W anh em nha. Con này Hitachi bao trâu bò luôn. Rồi 180k luôn. Đó, hơi dơ một tí anh em ha. Đó. Giờ vệ sinh thôi, là quốc thôi. Đấy, đầy đủ luôn. Đồ kẹp lưỡi là có. Nó trâu bò lắm anh em nha. 520 180 bao ship cho con anh em nha. Rồi 521. Rồi con này là con không than anh em nha, cắt gỗ không than. Đời mới luôn anh em nha, 2018. Sản xuất năm 2018. Sản xuất tại Trung Quốc, 1050W, lưỡi 165, hàng của Hikoki. Đấy, có đèn, có hai tóc nhanh chậm, nó là hàng không than anh em nha. Đó, hàng không than, đây. Hikoki. Sạch sẽ ok luôn. Đó, đến nha. Đây, tay nó hơi hở ngay đây tí xíu, anh em giờ bóp ra là dặn lại nha. Đó, dặn cứng lại. Rồi 521 con này 600k anh em nha. Đó, 521 600. 522. Dán là những cái này review này nó tử nó là 24. Rồi 140k luôn. Đó, con cưa lọng này không có điều tóc, không có đảo chiều. À quên, không có điều tóc, không có đỡ lưỡi này mà. Cưa lọng nó không có đảo chiều đâu. Rồi cái này thì 255W, hàng của Hitachi. Rồi 522 140 luôn. Rồi con này 523. Con này con tắt mở được nhưng mà tắt không được anh em ơi. Đấy, bị tét miếng ở đây. Mở được nhưng tắt không được nha. Rồi, con này để cho anh em 500k anh em về dọn nha. Phay 12 ly của Ryobi. Ryobi 1350W. Mở được tắt không được. Có dây điện đấu đây, với lại tét tét miếng ở đây. Rồi 500k anh em về dọn lại ha. 523 500 luôn. Rồi 524. Con này con sạc bình anh em nha. Đó. Sạc bình lớn nè. 1224. Con này sạc bình lớn 1224 battery changer. Màu hình nó hơi 66 thôi. Đấy. Còn dây điện không? Lửa anh em nha. Rồi tắt đèn bụi vô. Tắt đèn bụi vô, nói chung là giờ mình xin lại anh em nha. Battery changer đây. Rồi con này sạc bình lớn anh em ạ, nặng lắm. Rồi con này để cho anh em 650 nha, 524 650k bao ship về nữa nhà cho anh em ha. Anh em về bỏ hai kẹp vô nè, dây điện thì có dây đấu luôn. Đó. Nói chung là làm mấy cái bờ ngoài lại thôi. Đấy. Đây, sơn hơi chóc. Mười lăm a đến sẹt 60A, 12V, 24V. Rồi 650, mã 524 650 luôn.
rồi 525. Rồi đầu cổ ra vô được nè anh em ơi. Đấy. Rồi con này đầu kẹp 13 ly ra vô đầu được anh em, giờ vệ sinh lại thêm chút nha. Rồi 525 con này 420k anh em nha, 525 420 dây điện đó, ok luôn. Rồi 525 420. Rồi 526. Rồi con này bao lưỡi 110, 526 lưỡi 110 thì em nó 1050W. 1050W. Rồi để cho anh em con này 380 nha. Bào công anh em nha. Bào công hơi công tí thôi. Đó, hơi công một tí xíu, thắng thiết đầy đủ, ok ngon lành. Thì lưỡi của nó. Rồi, lưỡi ok nha. Lưỡi ok luôn. Rồi 526 380 luôn. Rồi 527. Bởi bắt đạn rồi anh em nha. Đó, rồi sát luôn. Đó, sát con này để cho anh em 280 đi, bởi bắt đạn nhiều đây. Đấy, máy chạy nhưng mà nó bởi cái gì bắt đạn gì cũng đó, với lại một máy kèm mũi luôn nè. Mũi mũi cài anh em ơi. Đấy. Này anh em dành em thay thợ thôi nha, 527 280k luôn. 280k. Đó, đục 17 ly, dây điện thì cũng có luôn anh em nha. Đó, dây điện có luôn. 280, 527, 280 luôn. Rồi 528. Con này chạy ok luôn em ơi, con này hàng của Trung Xuất nha, thì nó là đới vuông đấy, hình thức nó còn ok. 140W giờ nhà bỏ nhám vô là xài thôi. 528 con này 200 anh em nha, 528 200k đó. Rồi sát luôn, 529 100 luôn. Rồi con này đớp chục khắc không chạy này nha, hàng của Trung Quốc nè, cái đầu này quay cốt thì quay được nè. Đầu giờ vệ sinh lại, nói chung là sát 100k bao ship là hết đắt rồi anh em ơi. 529 100k bao ship cho anh em nha. Rồi 30. Rồi. Rồi con này chạy ok, giờ vệ sinh bên ngoài là quốc thôi anh em nha. 200 luôn. 530 đó, đồ kẹp vẫn còn, cử kiếp vẫn còn. Đấy, có điều tóc nằm ở phía trên. 530 200k luôn. Rồi con này thì một chiều anh em nha, một chiều. Đó, 531 100 luôn. 531 100k luôn em nha, một chiều. Đấy. 100. Rồi con này cũng không góc 532. Này nó có khóa lưỡi nè nha, điều nó không có đảo chiều. Đó nó khóa lại nè. Nó không có đảo chiều. Hitachi 240W rồi. Này đầu cổ thì ra vô được nè anh em ơi. Đó, dặn được nè, dặn tay được nha. Rồi con này để cho anh em 230 luôn, 532 230. 532 230 luôn. Rồi 533. 533. Xin ra qua lưỡi 155. Để cái ghi 55 này, 3900 vòng. Đó, 650W. Lưỡi hợp kim anh em nha, lưỡi đẹp. Rồi 200 luôn. 200k. Dây điện đấu anh em nha, 533 200k dành cho em nó luôn. Rồi vít thạch cao anh em nha, vít thạch cao. Đè xuống nó mới chạy anh em nha. Con vít thạch cao này ok rồi. 534 quan trọng là anh em có xài tới không thôi. 534 150 luôn. Đó 534 150k anh em nha. 534 150 bao ship anh em ơi.
Rồi 535. Có mấy cái lưỡi này nè mọi người, có mấy cái lưỡi 500 này nè. Có điều tóc đỡ lưỡi có luôn. Đó. Con này là con của 500W của Black Blocker. Rồi con này 230k anh em nha, 230k mã 535 230 luôn. 536. Bắn ra một chút xíu lửa thôi, không cần dọn anh em nha. Một cái đó thì coi như là rất là bình thường luôn. Đầu cứng nè. Con này bu lông đầu 3/4. Đấy, đầu 3/4, con này bắn được ấp 22. Hitachi Kuki da băng. 1100W, 1140W. Đấy, rồi con này 536 650 anh em nha. 650k 536 đầu 3/4 nè anh em ơi. 650 luôn. Rồi 537. Con này sát anh em ạ, sát nè. Rồi sát luôn, 100 luôn. 537 sát 100k anh em nha. Đấy, bao ship của còn gì nữa đâu anh em ơi. 537 100. Rồi 538. Con này thì chạy không lửa nè. Nhưng mà kêu. Rồi 538. Có cái máy đây nhắm về chưa em? Dạ. Cái máy đây nhắm, máy mài đây nhắm về. Cái máy mài bằng băng á. Nhắm băng hả? Rồi con này cũng sát luôn em nha. Chạy thì chạy rồi đó, nhưng mà nó kêu. 538. Rồi. Đấy, sát luôn em nha, 538-120 luôn. Anh em về dọn thôi. Nó kêu phần dưới nè. Hitachi, con này 180W rồi, 538-120 luôn. Rồi 539. Này, lên điện anh em nha, con này gắm lên điện nè, phun nước nóng anh em nha. Rồi, con này đợi anh em 150 luôn anh em ơi, cho đi luôn. Bao sóng anh em nha. Đó, gắm này lên điện là sóng rồi, còn phun nước anh em giờ đổ nước ra anh em ơi. Đổ nước vô chứ. Đổ nước vô test sau nha. Này em test lâu lắm, chờ nó sôi lâu lắm. 539 150 luôn. Rồi 540. Rồi con này nó hơi xấu một tí xíu thôi, nhưng mà chạy thì ok nha. Giờ vệ sinh lại anh em ơi, 208 luôn. Này 800W thôi. VB 800W, xài gia đình thôi, có thoát lưỡi nè. Đấy. Rồi. Con này 540 208 luôn. Rồi 541. Hitachi. Này bào lưỡi 120. Chạy không lửa rồi anh em ơi, chạy không có lửa rồi. Rồi lưỡi ok luôn, nhiều hình nó hơi xấu xấu thôi anh em ơi. Rồi con này hình thức hơi xấu xấu, để anh em 350 luôn, anh em về dọn lại luôn nha. Đó, hình thức nó hơi xấu rồi. Rồi 541 350k luôn em nha, 541 350 luôn. Rồi 542. 542, con này sát luôn sao vậy? Rồi con này cũng 120 không chạy luôn nè. Con này không chạy nha, từ từ gắm vô em, gắm vô. Đặt lỡ nó chạy sao. Con này cốt 120 luôn em nha. Rồi sát luôn, chạy điện hơi xấu. Chạy điện nó bị đứt rồi anh em nha. Đứt kiểu này là sao chạy. Rút ra em. Đây nè. Bị đứt rồi anh em nha. Rồi con này đợi cho anh em 170k luôn. Đó, giờ nhà anh em đóng lại cộng điện vô là hên xui anh em ơi. Em gắm lại rồi. Gắm lại rồi. Anh chụm hai cái lại hên xui nó ăn á. Đó. Có lửa anh em nha. Đó, rồi sáng 170, 542 170k anh em ơi. Chụm hai cái là nó ăn á. Như em. 543. Rồi 543. Rồi con này 170k luôn em nha. Đó, hình thức nơi cũ cũ thôi, giờ xài ok nha. Thì con này Hitachi đời 2015 nè, 720W nè.
Đó, rồi 543.7 luôn. Còn giờ anh em giờ xài gia đình thì ok rồi. Rồi 544. Rồi điếc luôn rồi. Đủ thằng Thanh vô tiếp anh em. Đập bởi máy bỏ ra coi, còn nào không chạy. Không chạy coi như cho nó cái bú ra về chai bởi bỏ. Rồi. Con này sát luôn nè. Rồi 350 cho anh em luôn nè, 350k con này bình thường đó. Đấy, Hitachi. DH40SR 1100W anh em nha. Đấy. Không đụng chạm sửa chữa gì đâu anh em nha. Đây nè, con ốc này anh em coi nè. Đấy. Rồi, DH544 anh em thầy thợ lấy về dọn ha. Rồi 350 luôn. 545. Con này được cái motor nó chạy thôi nè. Thiếu mất cặp dao luôn nha, được cái motor chạy thôi. Như cắt lên này cắt phi 16 sao anh? Đúng rồi, phi 16 anh em nha. Con này phi 16 nó có tem này, Oruga chạy nó ok rồi. Đó. Chạy ok nha. Rồi con này 550 luôn nha anh em, về dọn luôn nha, phi 16. 545, 550k. Rồi 546. Rồi chạy nhưng mà bị kẹt anh em ha. Vô, kẹt vô. Rồi con này để cho anh em 200k bao ship nha. Đó. Ribi. Lấy mấy vài mấy đục nữa quay đục rồi đem. Rồi 546 200k luôn. Con này sát luôn anh em nha, chạy nhưng mà nó bị kẹt kẹt vô vô đó. Anh em thầy thợ về dọn lại anh em ha. 546 250. Đấy như bình thường thì nó 200k nha, bình thường nó 250 thì bây giờ nó kẹt thì 200 anh em nha. Giờ vệ sinh lại. Rồi 450W lưỡi 84. Nè, đó, nó rít nè anh em ơi, dặn không nổi luôn. Lưỡi thì ok rồi. Rồi ok đi luôn. 546 200. Rồi, em này kẹt luôn, sắt luôn. Này là 1050W Makita HR 35 3530. Rồi, 400k sắt con này luôn em nha. 547 400 luôn. Đục 17 ly anh em nha. Mấy con này thì anh em thầy thợ nhìn qua phát là biết anh em ha. Đó. Đục 17 ly. Còn anh em nào không biết dọn đừng lấy nè anh em nha. Đó. Đừng lấy nó nha. Con này HR 35 3530 1050W rồi, 547 400 luôn. Con này y nhau luôn. Y chang luôn. Rồi 400 luôn anh em nha, nẹt lửa luôn rồi sát luôn. Rồi 548 400 luôn em nha. Đó, 548 400k sát luôn nè mọi người. Y chang như nhau luôn, hai con một cặp luôn. Made in Japan này, HR 3520. Đấy. Sát luôn em nha. Rồi 548 400. Rồi 549. Đục 17 ly, gắn lắm. Con này bú nó giọng hơi ghê. Con này chắc đun dên rồi anh em ơi, bú nó giọng hơi ghê luôn nè. Rồi này đợi này anh em 350 sát luôn, anh em về dọn luôn nha. 549 350k máy thì chạy em không thấy lửa đâu. Nhưng mà không thấy lửa nhưng mà bú nó đun dên hay sao, xe này xe đun rồi anh em. Khi mà bú nó vọng luôn nó hơi có lửa tí xíu, còn nếu mà nó không vọng nó không có lửa nha. Rồi đây bắn sát luôn em nha. Rồi 549 350 luôn. Rồi 550. Này chạy im ru luôn em ơi. 550. Này mài lưỡi bào em ơi. Đấy, mài lưỡi bào. Rồi, lấy mớ đồ người mấy bị luôn người qua đây. Rồi 550, con này 750 nha, 750k, đá hai bên còn nhưng mà mất cử anh em ơi. Đó, con này 95 9300. Đá 1:12.7. Công suất nó thì mờ rồi anh em ơi. Không bởi không bởi nha, con này không bởi không bởi. 550. Con này đá không bởi không bởi. 11 giờ mấy rồi, quay ra ít lô được rồi, nó là ok rồi. Đấy. Rồi 550 750 luôn em nha.
Rồi em quay sẽ quay một mớ đồ người nữa rồi tại vì chở giờ rồi anh em. À, gì đây? Đây, mitoloy gì đây? Mitoloy. Này đâu 34 sao ta? Rồi, xong mẻ cái búa luôn à. Tìm nó chưa? Nhét vô chi ta? Này đầu 3/4 đây nha. Đó. Đầu 3/4 một cây. Này đầu 1/2 mẹ em. Này 1/2 chỉ có cây này thôi. Cái này thì nó là FBC thép đen như này mà. Da bằng. Đầu bao nhiêu ta? Này đầu 3/4 nhưng mà nó để số 4/1/21 đây. Đúng rồi. Thước kẹp em. Này đâu luôn. Ốc này ốc 4/4/2 luôn em nha. Đó. Rồi, đến cái cây này thôi. Rồi, cái cây này. Cái cục này. 180 anh em nha. Đó, 180. Bao nhiêu ta? 411. 4 nặng thôi. Mãi cái đó không phải đâu. 5 5 52 anh. Rồi 552 180k anh em nha. 552 180k dành cho em nó luôn. 552 180 luôn. Rồi. Cái này là cũ. Rồi. Rồi con này 553. Này toàn là kéo gì bấm nịch gì đây anh em ơi. Đấy. Nó đinh luôn này nè, bấm được nha. Đó, báo bấm ra cây đinh đây, ra cây nữa nè. Rồi cái này bấm được nè. Mấy cái này thì không biết anh em giờ dọn lại ha, không biết xài sao. 1 2 3 4 cái gì đây đó, với lại cái này bấm này mà toàn là dàn bấm không anh em. Rồi 1 2 4 6 cây rồi, 6 cây này 100k anh em. 553 bấm cái gì anh em ơi, bấm 553 100 đi. Đấy, anh em giờ dọn lại nha, em bán sát luôn anh em ơi, em không có test từng cái bột luôn nè. 553 100 luôn. Rồi 554 này bú kìm tùm lum anh em. Đây nè, bú kìm này thì cái răng nó hơi mòn nha, này chỉ giờ vệ sinh lại xài gia đình thôi. Này thì còn mới nè, anh này còn mới nè. Búa này búa đóng đinh, đầu nó hơi tà nhưng mà cũng được. Đấy. Này nãy luôn là nhiều ta. Rồi cái này cái cưa nữa nè, cưa có răng nha. 2 4 6 4 6 4 rồi này 120 luôn em ơi. 554 120k nha. Đấy, 6 4 này 120 anh em giờ vệ sinh lại ha. Đấy 120 554 120 nhìn dưới em búa 1 2 3 tô vít anh em nha. Đây tô vít, vít dẹp kìm nít ra kìm của nít xe đó đẩy được 3 tô vít dẹp à quên 3 kê vít dẹp này kìm kìm bấm à quên kìm cắt cành này này còn mới nha, này cắt ok nè bao bén luôn này vít dẹp anh này thì kìm này để gắn lại đây đó. Mini nhỏ thôi còn nguồn tay thôi nha, còn ok á. Này thì hơi miễn tí hơi mòn tí, mài lại em kéo máy này anh em giờ vệ sinh lại nha. Đấy biến này vít qua là đi âm cờ đâu vậy này. Em thì đồ người em chỉ hút xôi thôi mà kéo một mài lại anh em nha. Nhìn dao nhỏ xíu à. Ok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 món 180k luôn anh em nha. Rồi 180k mã nhiêu? 555. 5 5 180 luôn anh em nha. Đó, 180. Rồi 556. Kéo này kéo cắt tôn anh em à, kéo cắt tôn. Đó, bén anh em nha, bén nè, cắt khoảng một nè. Một cái, búa này búa bi nè. Ok nha, đầu này cũng ok nè. 1 2. Này cũng dao.
hai cây vũ, một cây tam giác, một cây thẳng anh em nha. 1 2 3 4 5. 5 cái coi, 130k luôn. 556. 556. 130 luôn. Đó, 556 130 một lô anh em nha. Rồi 557, đây kìm mã dịch. Cây này hiệu của top anh em nha. Hai cây top size 225. Này cái top anh em nha. Đó, đây là top một cây. Mấy cây này size dài không anh? 245. Còn cây này thì đúng 25 luôn. Đó, đúng 25. 17. 17 13. 13 17. Đâu 13 11 chứ. 13 11. Đây 17 nè. Kìm này hơi xét anh em nha. Này nó cũng răng nó cũng mòn. Xấu, cây này xấu. Cây này thì mẻ miếng đầu tí xíu thôi. Này. Răng thì mài lại cái là ok luôn. 1 2 3 4 vít dẹp 5 6 7 8 9 10. Rồi 1450 anh em nha. Đó, 150k tổng cộng. Bao nhiêu đây? Rồi bao ship này nha, mã 557. Hàng bên em bao ship rồi anh em ơi. Còn 558 này thì có Vladium Crown gì đây. Này 15 14 15 12 14 17. Này 19 17 24 22. Còn này 26 23 22 22. Rồi 2 4 6 7 100.000 anh em. 100k nha. 158. 158 100 luôn. Rồi 558 100. Mấy cái sao? Bốn này hơi đó. Một đầu nhỏ, một đầu dẹp anh em nha, một cây nè. Cái này thì cây móc hai cây. Này kim. Còn cây này thì 23 cho đến 32 gì đây. 23 cho đến 32. Đây, 23 đến 32. Rồi, 1 2 3 4 2 4. 4 món, chỉ có 3 món này thì gọi là anh em thông dụng là một ngày nhỏ xíu anh em nha. Rồi. Cái này 170 luôn anh em nha. Bao nhiêu? 559. 170k luôn, đó, 559 170 luôn. Rồi 560. Đục này bỏ ra đi. Không đúng rồi. Vít cưa. Đấy, tôi vít anh em nha. Này con cây này bỏ đi. Bỏ lên. Mấy cây tôi vít nè. Rồi lô này anh em giờ dọn lại ha. Đó, 1 2 này 21. Em này của tớp hay sao? Mờ quá, 200. Giờ vệ sinh lại anh em nha, cho chút em lắc được tí thôi. 2 4 6 8 9 10 11 món này, 11 món này. Rồi 120k luôn em nha. Có cái cưa này. Giờ cưa tắt cưa cây luôn em ơi. Lô này giờ vệ sinh lại anh em nha, 120k là bao ship rồi anh em nha. 560. 560. Lô kéo luôn. Bén cái này mà. Bỏ cái này về đi. Cái đó đã bán chung với lô này là kéo, chả kéo luôn. Kéo này dài nên kéo cắt vải. Bén. Nghe tiếng xít, cái xít 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 là bén. Đó. 1, 2. Này cũng cắt vải luôn. Giờ mài lại anh em nha, anh em vừa vệ sinh lại. 2 3 4 này kéo kéo bác sĩ. 5 6 7 rồi xong rồi chơi ngu rồi.
8 hơn. Này gãy rồi anh em ơi, bỏ đi. Này kéo cắt chỉ. Này hơi méo méo một tí anh em, bỏ đi em. Cái này ngon nè, lựa mấy cái ngon để lại anh em nha. Còn đây là 1 2 3 4 5. cái. Rồi. 150 bao ship anh em nha. 561 150 bao ship luôn. Rồi. Này 562. Cây này thì ra vô ok là còn mới nè anh em ạ. Ok nha. Rồi hết. Cái này được 500 kg. Đấy, lắc được 500 kg. Còn mới anh em nha. Rồi 563. 562. 562. 300k anh em nha, 562 300. Đấy, lắc ok nha. Đấy, đây nè. Xả nè. Xả xả xích ra lại. Nắm kéo đây. Là nó kéo vô lại nè. Rồi 562 300 luôn. Đây đi. Này méo rồi anh em ơi, này méo rồi. Lấy cái này thôi. Cái này anh em giờ dọn được thì dọn, anh em dọn được thôi nha. Đấy, bán cái này thôi. Rồi 120 bao ship anh em nha. Rồi. Da băng size 75 bơi sơi hàng super như em. 563 120k luôn. Đấy. 563. Này hôm nay làm nhiều quá em ơi. Nhiều quá, đợi đến phân lại cho. Nhiều quá anh em xài hết đâu. Đó, ăn từng cái thôi. Em lấy mấy cái này. Nhiều quá. Đấy, như thế này nè. Đấy, anh em dễ xài không được. Đấy, một cái đục cha đi mắt, một cái đóng dấu nữa. Một. Đây nhỏ anh em nè. Đấy, đây siro con cong. Rồi. Đầu búa này anh em, đầu búa này nè. Giờ cha cán cho nha. 2 4 6 cái. 6 cái rồi, 6 cái này 120k bao ship anh em nha. Đó. 564 thêm một mã nữa thôi. 120k chiều quay tiếp. Này như vậy luôn là bay không nha. À, bay thì chơi được. Bay thì chơi được. Như này bằng đồng lên em nha. Cái này bằng đồng. Nhớ lại đi. Đó bằng đồng. Tại vì cái đồng nó mắc lắm. Bây giờ bán lên trên này thì đấy, bán với chai nó 100 mấy 200 kg luôn. Cái này cái gì đây là cái chài vậy nè. Đó, bay nè nha, bay nhỏ, bay to, bay bay gì có được. Bay trái tim rồi có luôn. 4 6 7. Rồi 7 cái bay này. Rồi 130k bao ship lên em luôn nha, hỏi cá 130 luôn. 565 rồi, kết thúc đi, gửi rồi. 565. 130k luôn. Đó. 130k, 565 130 nha. Rồi kết thúc chương trình đi anh em ơi, tại 11 giờ mấy gần 12 giờ rồi, em đăng video lên cho anh em không kịp á. Chứ còn rất là nhiều ở phía sau. Đấy. Thì chiều thì em sẽ quay tiếp anh em chọn tiếp anh em ha. Đó, rồi em xin kết thúc ở đây. Rồi chúc anh em một ngày mới như sức khỏe ha. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo nha.